Liquid Staking là một khái niệm mới trong ngành DeFi, cho phép người dùng có thể stake token để nhận lãi mà vẫn giữ được tính linh hoạt. Bằng cách này, họ không cần phải khóa token của mình trong một khoảng thời gian dài, nhưng vẫn có thể kiếm được lợi nhuận từ việc tham gia vào các giao thức staking. Renzo, một trong những dự án hàng đầu trong lĩnh vực Liquid Staking, đã thu hút sự chú ý cộng đồng crypto bởi TVL. Total Value Locked của họ liên tục tăng cao, với việc leo lên top 3 các dự án Liquid Staking DeFi có TVL lớn nhất trên thị trường. Renzo đang chứng minh sức hút và tiềm năng của mình. Renzo là một giao thức Restocking trong hệ sinh thái Agent Layer, tập trung vào việc cung cấp giải pháp restocking thông qua việc sử dụng Liquid Staking Token. Renzo đóng vai trò quan trọng như một giao diện giúp người dùng dễ dàng tương tác và hợp tác với dự án Agent Layer. Với sự phát triển nhanh chóng, Renzo hiện đang là dự án có tổng giá trị khóa TVL lớn thứ 3 trong lĩnh vực Liquid Staking. Điều này cho thấy sự tin tưởng và quan tâm của cộng đồng đối với dự án này. Việc sử dụng Renzo không chỉ giúp người dùng tối ưu hóa lợi nhuận về việc stake tài khoản mã hóa, mà còn mang lại trải nghiệm dễ dàng và thuận tiện. Nhờ vào tính linh hoạt và tiện lợi của Liquid Staking Token, người dùng có thể tham gia vào quá trình staking một cách hiệu quả và an toàn hơn. Cách hoạt động của Renzo trong hệ thống Agent Layer được mô tả như sau. Khi người dùng gửi FLSC vào Renzo, hệ thống sẽ tạo ra các ETF tương ứng. Renzo hợp tác với AVS trong Agent Layer để tái đầu tư. Người dùng có thể chọn tái đầu tư vào một hoặc nhiều AVS khác nhau. Renzo cho phép restocking qua mạng lưới Connect Network để chuyển đổi giữa các blockchain Layer 2 như Arbitrum, giúp đơn giản hóa quá trình tái đầu tư và giảm chi phí. ERF đại diện cho việc restock F hoặc các LST. Khi lợi nhuận từ các khoản đầu tư này tăng, giá trị của ETF cũng sẽ tăng theo. Phần thưởng từ việc đầu tư có thể được trả bằng F, USDC hoặc token từ dịch vụ AVS. Điều này có nghĩa là bạn nhận được nhiều phần thưởng từ các AVS, giá trị của ETF cũng sẽ tăng lên. Rút tiền. Về mặt tài chính và hoạt động, Renzo thực hiện giao dịch rút tiền có thời gian chờ tối thiểu là 7 ngày, tuân theo yêu cầu cụ thể từng ngày của AVS. Mặc dù không thể rút trực tiếp ETF, người dùng có thể sử dụng ETF trong các pool thanh khoản hoặc bán chúng trên các sàn giao dịch. Renzo cũng chia sẻ 100% phần thưởng từ Agent Layer với phí được chia giữa quỹ dự trữ của hệ thống và các nhà điều hành nốt. Renzo Easy Points. Hệ thống Renzo Easy Points là một chương trình thưởng dành cho những người dùng đóng góp vào sự thành công của giao thức Renzo. Cách hoạt động như sau. Người dùng giữ ETF trong ví của họ sẽ nhận được một Renzo Easy Point mỗi giờ cho một ETF họ giữ kể từ khi Renzo ra mắt phiên bản chính thức beta vào ngày 18 tháng 12 năm 2023. Renzo cung cấp khuyến mãi Easy Point, ví dụ như tặng thêm 200 Easy Point cho mỗi một F gửi vào trong một khoảng thời gian nhất định. Sử dụng cùng một ETF để tạo phần thưởng nhiều lần bằng cách bán ETF để lặp lại quá trình sẽ bị cấm. Hệ thống sẽ loại trừ bất kỳ người dùng nào thực hiện hành động này ra khỏi chương trình Easy Point của họ. Người dùng cung cấp thanh khoản Liquidity Provider sẽ nhận được gấp đôi Easy Point, tức là 2x Easy Point. Khi cung cấp thanh khoản cho các pool trên DEX, bạn có thể kiếm thêm Easy Point bằng cách giới thiệu người dùng mới tham gia và gửi F vào Renzo. Bạn sẽ nhận được 10% số Easy Point mà người dùng được giới thiệu kiếm được. Hệ thống tích lũy điểm cho phép bạn kiếm được nhiều hơn Renzo Point khi bạn giới thiệu nhiều người dùng tích cực. Renzo Easy Point là cách thưởng cho người dùng dựa trên mức độ hoạt động và sự góp mặt của họ trong hệ thống Renzo. Từ việc giữ ETF đến việc cung cấp thanh khoản và giới thiệu người dùng mới. Hướng dẫn Resort trên Renzo. Bước 1. Vào link mình để ở phần mô tả video. Bước 2. Chọn Connect Wallet. Bước 3. Chọn token muốn reset. Hiện Renzo đang hỗ trợ F và hai loại LST. Bước 4. Nhập số lượng muốn reset. Kiểm tra số lượng và ấn Confirm. Khi tham gia Resort trên nền tảng Renzo, người dùng sẽ nhận được cả Agent Layer Point và Renzo Easy Point. Đây là hai chỉ số quan trọng có thể được sử dụng để đáp ứng điều kiện nhận Airpoint cho cả dự án Agent Layer và Renzo khi hai dự án này phát hành token trong thời gian tới. Quá trình hoạt động của Renzo kể từ khi ra mắt, Renzo đã phát triển nhanh chóng với TVL hơn 926 triệu USD. Giao thức này đã phát hành hơn 155 triệu Agent Layer Point và 164 triệu Renzo Easy Point. Người dùng Restake thông qua giao thức này sẽ nhận được APR 2,5% trên thị trường. Renzo hiện đứng thứ tư về TVL trong số các giao thức Liquid Restocking hoạt động. Trong 7 ngày gần đây, TVL của Renzo đã tăng hơn 60% và Renzo đã hoàn thành hai vòng huy động vốn từ các quỹ đầu tư như Island Labs, Hickman Capital, Maven 11 và các nhiều các tổ chức khác vào ngày 23 tháng 4 năm 2024. Binance đã chính thức ra mắt Lawpool với dự án thứ 53 là Renzo. Thời gian cho người dùng tham gia Lawpool bắt đầu từ 7 giờ ngày 24 tháng 4. Sau đó, Binance sẽ niêm yết token EZ vào mục Seed Tag vào lúc 19 giờ ngày 30 tháng 4 năm 2024 theo giờ Việt Nam. Thì đó cũng là tất cả thông tin về dự án Renzo. Nếu như các bạn xem video này của mình thấy hay thì hãy cho mình một like và một subscribe để mình có thêm động lực tạo ra những video hấp dẫn tiếp theo. Chúc các bạn thành công!